Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự Tân Di Dân ngày hôm nay. Mở đầu là thông tin, đêm nhạc hội đón năm mới ở Đào Viên sẽ được tổ chức vào 7 giờ tối ngày 31 tháng 12 tại quảng trường Văn nghệ Đào Viên. Vai trò MC sẽ do Hoàng Tử Giảo, Lý Ý và ông Tư Mạn đảm nhận. Sự kiện lần này sẽ có sự tham gia của vua nhạc rock Ú Pải và tiếng hát nội lực Bành Giai Huệ. Người dân Đào Viên tới xem sẽ được bốc thăm trúng thưởng, giải thưởng là vé máy bay hạng sang tới châu Âu và TV. Ca sĩ Lúa Bốn Ủy và nhóm nhạc rap Boxing. Họ là những khách mời sẽ biểu diễn trong đêm nhạc hội được tổ chức tại Đào Viên. Nhưng được chào đón hơn cả là nhóm MC bao gồm Hoàng Tử Giảo, Lý Ý và ông Tư Mạn. Đặc biệt người dân Đào Viên còn được bốc thăm trúng thưởng. Đêm nhạc hội năm nay được đặt tên rất đặc biệt, chào đón hành khách MRT, nhằm quảng bá cho chuyến tàu điện ngầm sân bay sắp được chính thức vận hành vào năm 2017. Giao thông tới Đào Viên ngày càng thuận lợi, người tới xem nhạc hội vừa được thưởng thức văn nghệ, vừa có cơ hội được tặng vé máy bay và TV, chắc chắn sẽ là một đêm giao thừa đáng nhớ cho tất cả mọi người tới tham dự. Là một năm rất đẹp vì có hai ngày lập xuân và một tháng nhuận. Các bạn đang có kế hoạch kết hôn chú ý nắm bắt năm 2017, bởi năm tới sẽ có hai ngày lập xuân vào đầu năm và cuối năm, lại thêm có tháng 6 nhuận, tượng trưng cho đơm hoa kết trái. Nếu kết hôn trong năm tới, tình cảm sẽ thêm mặn nồng và ấm áp. Đánh vào thị trường tổ chức đám cưới, có khách sạn đã tung ra thực đơn đẳng cấp. Riêng khai vị đã gồm 12 món, kết hợp với bánh tráng miệng nổi tiếng từ Mỹ. Mỗi bàn có giá lên tới 3 vạn đài tệ. Món ăn được bài trí một cách rất đẹp mắt. 12 món khai vị nhỏ xinh nhìn thật ngon miệng. Còn có loại bánh tráng miệng nổi tiếng khắp thế giới của Mỹ do Lady M giới thiệu. Mỗi chiếc bánh được tạo hình rất dễ thương, màu sắc nổi bật. Các bạn nữ nhìn thấy ai cũng không kìm nổi lòng. Hôn lễ có thể tổ chức theo cách kết hợp truyền thống và hiện đại, tùy theo yêu cầu. Truy cầu cao đoan hôn nhân của các người mới, chúng tôi căn cứ qua những thống kê, thực sự có thể tăng trưởng khoảng 10-15%. Các khách sạn cho biết những năm gần đây, hôn lễ có quy mô kết hợp đang là chủ đạo. Mặc dù số người kết hôn giảm, nhưng các lựa chọn cho hôn lễ ngày càng phong phú. Chi phí kết hôn từ năm 2009 là 74 vạn, đến năm 2015 là khoảng 100 vạn, tăng 26%. Trong năm sau, tỷ lệ tăng giá có lẽ còn cao hơn vì có nhiều ngày hoàng đạo. Từ ngày 28 tháng 1 năm 2017 đến ngày 15 tháng 2 năm 2018, có thêm 1 tháng 6 ngày nhuận, tổng cộng là 384 ngày. Đầu năm và cuối năm có 2 ngày lập xuân. Như vậy, song lập xuân cộng thêm tháng 6 nhuận sẽ là thời gian hoàng đạo rất đẹp, tượng trưng cho đơm hoa kết trái, tình cảm hôn nhân mặn nồng. Do đó, các cặp đôi uyên ương có thể kết hôn trong năm 2017, thì tình cảm vợ chồng sẽ thêm gắn bó yêu thương. Dự đoán các hội trường tổ chức hôn lễ sẽ luôn đầy kín lịch. Chỉ còn một tháng nữa là năm gà sẽ tới. Năm nay, lễ hội hoa đăng Đài Bắc sẽ mang tên Ú Tùng Chí Chi, là những chú gà biết nhảy múa. Các chú gà này sẽ được thiết kế linh hoạt, có thể vẫy đuôi theo cử động. Lễ hội năm nay di chuyển địa điểm tổ chức sang khu vực cửa Bắc. Hoa đăng sẽ được trang trí lộng lẫy dọc theo đường Trung Hóa. Lễ hội hoa đăng chào đón năm mới với những chiếc đèn lồng tạo hình chú gà mang tên Ú Tùng Chí Chi. Tuy nhiên, để hoàn thành một chú gà thì hơi khó một chút. Màu gà, đuôi gà được thiết kế tinh xảo, nhưng phải mất hơn 10 phút mới ghép được hoàn chỉnh. Một quan chế, hai quan chế, để tổ trang trí lại. Sổ thân mệnh người sẽ nghe được chi mình, sẽ đa khai thân mệnh. Những chú gà này được thiết kế linh hoạt tại các khớp nối để có thể cử động hoặc cúi đầu. Đuôi gà còn có thể tự đung đưa. Nếu bạn sợ thì đơn sau mình là số bà trái đeo, thay ở khởi biển sơn nó. Ban tổ chức tuyên bố lễ hội năm nay sẽ di chuyển tổ chức sang khu vực cửa Bắc. Tay cầm của chiếc đèn lồng sẽ được tạo hình cửa Bắc. Số lượng đèn lồng năm nay tương đương với các năm trước. Chính phủ sẽ phát tặng 112.000 chiếc cho người dân để cùng chào đón năm mới 2017, năm Đinh Dậu. Bản tin thời sự Tân Di Dân đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.